À, mình chào mọi người ha. Thì đây là Khang. Thì trong cái video này mình sẽ hướng dẫn cách để cài cái ATLR, hay gọi là Another Tool for Language Recognition. Thì đây là cái mà ngôn ngữ mà mình sẽ dùng trong cái môn Principle Programming Language, nguyên lý ngôn ngữ lập trình. Cái file hướng dẫn mình có để ở đây vì cũng khá là cụ thể, thấy cũng rõ ràng, nhưng mà để cho chắc chắn mình sẽ chỉ trực tiếp luôn ha. Rồi bắt đầu đi. Thì để mà có thể chạy cái ATLR4 này trên Windows hoặc là Linux cũng được, nhưng mà cái này mình sẽ chỉ trên Windows. Linux thì cũng làm tương tự thôi. Mình sẽ có 3 bước. Bước đầu tiên là mình sẽ phải có 3 hình 3. 3 hình 3 thì mình khuyến khích là 3 hình 3.11. À, tại vì 3.12 thì cũng có thử, nhưng mà lần cuối mình thử thì nó có khá nhiều cái lỗi, nên là mình thấy 3.11 nó là cái bản ổn, nó chạy, nó hoạt động ổn định. Mình cũng suggest là chạy 3.11. Thì để mà tải cái 3.3 thì mình có cái trang web này, là cái trang web này là trang web chính chủ, trang web chính của Python. Trang web chính của Python mọi người chỉ vào cái trang này, mọi người bấm vào cái mục download ha, bấm một cột download thì sẽ thấy là có đầy đủ các bản release của Python cho đến hiện tại ở trang web này. Là thì là như nãy mình nói đó, là mình khuyến khích là dùng Python 3.11, tức là 3.11 là cũng được ha, 3.11 8 nè, 7 nè, 6.5 nó đều chạy ổn. Giờ nếu mà mình muốn xài 3.11.8 thì mình có cái nút download ở đây, mình có cái nút download ở đây nè, mình bấm vào mục download rồi mình theo cái hướng dẫn trong cái file download này. Mình bấm như đi download đi ha. Là trong đây thì nó lại có những cái hướng dẫn rồi. Thì do mà mình xài Windows, đây là cái recommend nè, recommend Windows bản xâm từ viết vào đây. Đó thì mọi người thấy là nó sẽ hỏi là bạn có muốn cài cái 3.11.8 này không. Sau đó mình cài đó, mình bấm mình cài thôi, mình cài save save vào cái nào đó đi, cái này cũng được đó. Rồi mình đợi nó tải một xíu, nhưng mà mình sẽ không tải, mình lỡ nó tải thôi, ý là mình đã có trên máy rồi. Đây nè, mình đã có trên máy rồi. Đây thì ví dụ mọi người tải, mọi người sẽ thấy là có cái file này nè, 3.11.8 AMD 64. Cái file này, đây là cái file sẽ hỗ trợ mọi người việc mà cài ha. Rồi ví dụ mình bấm vô đi, thì nếu mà có hai trường hợp đó, mà mọi người có bản 3.11.8 rồi thì nó sẽ có một cái giao diện khác, nhưng mà ở đây thì mình đã có cái bản 3.11.8 rồi, là nó sẽ có những cái nút modify, repair và uninstall. Thì trong trường hợp mà thôi, giả sử mình modify đi để cho nó giống như mọi người, thì nó sẽ giúp cho mọi người cài lại gì, pip Python test và một số cái documentation liên quan. Nên mình tích như thế này ha. Next đi. Cái thứ hai, cái quan trọng, cái rất là quan trọng, đó là mọi người kiểm tra xem là đã tích cái ô add pattern to environment variables chưa. Là cái trong cái giao diện mà cài mới luôn á, là mình cũng có cái ô này luôn. Mọi người nhớ tích vào thì cái role này rất quan trọng nha. Không không tích là sẽ nó không có, tức là nó sẽ không có compile vào cái 3.11 chạy không được. Rồi ví dụ mình install đi. Rồi em đi qua using Python, tức là đã xong rồi nè. Rồi nhưng mà để kiểm tra xem là nó đã thực sự cài vào cái environment variable chưa, thì mình có thể mình vào cái edit system environment variable ở đây ha. Mình có environment variable, nãy mình có nói là cài vào environment variable đúng không, thì mình vào cái path trong cái user variable này,
kiểm tra thì ở đây thấy nó có bài thành bài 311 script, tức là bài thành 3.11. Thì để mà chạy được những cái của 3.11 thì mình sẽ cần hai thứ, đó là một cái script. Thứ nhất là cái script này thì nó sẽ có bao gồm những cái thư viện để mọi người chạy. Thứ hai là cả cái folder 3.11 để có compile một số cái liên quan, module liên quan ha. Là hai cái này. Thì chỉ còn kiểm tra là environment variable có hai cái này và nó ở đầu nha, mọi người. Tại vì nó có liên quan đến thứ tự compile từ trên xuống dưới đó, nên là để cho 3.11 nó được thực thi á thì tốt nhất là nó nên ở đầu như này nè, giống mình như này. Rồi, ok. Rồi, tạm thời là như vậy. Đó là xong cái việc cài Python ha. Rồi, bước thứ hai đi. Mình sẽ phải có cái ntlr4. Cái môi trường mình xài là 4.9.2. Và để cho tiện thì mình có để cái reference link ở đây luôn. Mấy bạn chỉ cần bấm vào là nó sẽ hiện tới cái trang này để mình xem. Copy vào một cái mới đi. Thì đây là cái trang GitHub, nó sẽ dẫn các bạn tới cái trang download nè, trang download của cái ntlr môi trường 4.9.2. Đây là cũng là cái website của ntlr4 luôn. Thì thấy là nó rất là, nó có cả một cái repo cho cái ntlr4, nó rất là rộng. Để nó lót một xíu nha, tại vì nó cũng khá là nhiều. À đây nè, thì cái reference link mình đưa là nó dẫn thẳng các bạn vào cái file jar của 4.9.2 luôn. Thì chỉ cần bấm có lúc download raw file, các bạn tải về là được. Các bạn tải về ha. Rồi sau khi tải về á thì mình sẽ set cái environment variable ntlr char vào, trỏ vào cái path mà dẫn tới cái này của các bạn hồi nãy nè, trên cái máy các bạn á, tức là các bạn tải về đúng không? Tải về xong thì cũng bật như như mình nãy á, cũng bật cái này lên xong thì các bạn thấy nè, các bạn sẽ vô cái system variable ở đây nè, thấy là ntlr4 char là mình có cài rồi nè. Và khi mà bấm lên thì nếu mà chưa có thì các bạn cũng bấm new thôi, new nó cũng hiện lên cái này. Rồi các bạn gõ ntlr char, tên của cái biến là cái này, value thì tức là cái path dẫn tới cái file đây là ntlr4.9.2 complete char ha. Ở đây rồi, ok, thế là mình sẽ ok thôi. Rồi, ok, tức là nó đã ghi rồi. Rồi, thì để sau cái bước này nè, thì thường á để cho nó mình chắc chắn là cái hệ thống nó đã update theo những cái biến mà mình đã cài trong user hay là environment variable á, thì mình sẽ có cái bước gọi là mình khởi động lại máy. Thì các bạn cũng có thể làm luôn. Tại vì một số trường hợp thì cần có cái bước khởi động lại máy cho nó chắc á. Rồi thì sau khi khởi động lại máy thì là xong bước 1, bước 2 rồi đó. Xong bước 1, bước 2 ha. Rồi xong bước 1, bước 2 rồi tới bước 3, bước cuối luôn, là mình sẽ cài cái môi trường ntlr cho Python. Tại vì mình biết là sẽ làm trên Python mà đúng không? Rồi trên Python thì mình cũng có thể specify luôn cái môi trường như thế này. Đây mình có để cái câu lệnh luôn, các bạn chỉ cần copy vào thôi. Ví dụ ở cái đây.
lên này là rồi mình cứ thể mở lại. Cái này là mình mở trong VS Code, mình mở trong VS Code tại vì mình mà làm và cài mọi thứ trên VS Code đó, cho nó dễ kiểm tra, nó dễ kiểm soát hơn. Rồi giờ mình có cái câu lệnh nữa không, mình copy rồi văng vào VS Code. Đấy thì nếu mà các bạn làm đúng từ đầu đến cuối á, nó sẽ như thế này nè, collecting xong rồi nó sẽ cài cái dấu 9.2 vào thì nó sẽ ghi là successfully install cái môi trường ATR4 0.9.2. Đó, vậy thì là mình đã xong được cái bước mình đã xong được cái bước cài ATR4 vào máy các bạn và vào cái môi trường ban hành. Rồi vậy thì chạy như thế nào, tức là chạy được rồi đó nhưng mà chạy như thế nào. Giờ mình ví dụ ha, mình ví dụ đi, ví dụ đây, đây là cái folder lab mà các bạn sẽ phải code và thực hành. Đây là folder, một cái folder đi, random folder đi. Rồi cơ bản cái folder nó sẽ có ba cái folder, còn compile language, vulnerable RAM, language generator. Rồi vậy thì bước đầu tiên á, các bạn cần làm đó chính là mình có ATLR thì mình sẽ tương tác với cái file .g4 này nè. Thì cái file tên là bkit.g4, trong đây nó sẽ là nơi để các bạn hiện thực những cái lecture rule, parser rule kiểu như vậy. Trong đây mình ví dụ nha, mình có cái lecture rule đi, mình có một cái lecture rule là số nguyên là chuỗi các ký tự, còn identifier là chuỗi các lower case letter kiểu vậy. Rồi nè, có mình define vào RAM này kia ha. Rồi vậy sau khi viết xong á, vậy giả sử là mình viết xong hết đi, mình viết xong như vậy đó, một cái file hoàn chỉnh. Những cái phần trên này thì các bạn để nguyên ha, các bạn để nguyên không có đụng gì hết, các bạn chỉ viết là từ cái phần program này trở xuống thôi, những cái lecture rule, master rule như thế nào đó, các bạn cứ viết cái phần này trở xuống như mình thôi là được. Rồi thì để chạy á, để chạy cái file này là để compile ra cái compile language đó, tại vì mọi thứ mình sẽ sau khi compile nó sẽ để ra cái compile language này. Rồi mình qua cái file chain log file, mình qua file chain log file thấy là cái cấu trúc á, là mình define ở file dev main rồi, là cái cách chạy là xài Java. Ngoài ra nó có một cái hàm print usage, thì các bạn thấy là cái chỗ mình có cái chỗ mình có một cái câu lệnh print usage ở đây nè, đây chính là câu lệnh mà các bạn sử dụng để mà compile ra được cái ngôn ngữ từ cái file bkit.g4. Rồi mình ví dụ thử nha, mình copy cái này để chạy cái này thì các bạn cd vào cái language generator nè, các bạn vào cd vào cái language generator thì các bạn thấy là ý là nếu mà nó đúng thì ở đây mình thấy là có 3.11.8 này là cái bài conversion hồi nãy mình cài đó. Rồi giờ mình sẽ để cái câu lệnh này vào để xem nó có gì không. Là nó không có gì, tức nghĩa là sao, là cái bkit.g4 của các bạn á đã compile thành công qua được compile language ha, tức là những cái lecture rule, master rule các bạn biết nó không có vấn đề, ý là không có vấn đề này nghĩa là nó chạy được đó nha. Còn nó đúng ý các bạn không thì cái đó để sao, cái đó là một câu chuyện khác. Rồi mình đã có được cái compile language, vậy thì để mà xem là cái language của các bạn chạy đúng ý không á, mình sẽ vào cái folder final program này thì để tiện mình tạo thêm một cái terminal, mình vào cái final program đi. Đó ở đây final program, trong đây nó sẽ có những cái như là run log file, cái file quan trọng là run log file. Trong run log file này nó sẽ có cái
phần check lex sim cho các bạn, là lexer rule để check check lexer rule các bạn đó. Mình thấy là có một cái hàm print usage ở đây là print usage. Rồi trong cái from print usage này thì mình sẽ thấy có câu là role log file, test case file và option argument là output file. Tức là mình sẽ gõ cái câu là Python log file vào đúng không? Role log file vào test case file tức là cái tên file cái test case mà các bạn muốn thử á. Tức là mình sẽ có cái file test case .txt nè. Ha, mình đã có để sẵn cái file test case.txt để test lexer rule thì cứ gõ đại vào cái gì đó thôi đó. Ví dụ mình có ba cái lexer rule, mình có ba cái RAM, ba cái ngôn ngữ như thế này ABC ID thứ ba, muốn xem là nó có được accept bởi cái ngôn ngữ các bạn đã viết trong việc .bốn không. Rồi mình sẽ để đây, mình lưu đây đi. Rồi mình trở lại cái file này, mình gõ tiếp là test case txt, tại vì cái required arguments nó sẽ là test case file thì mình cứ để là test case.txt thôi. Nhưng mà trong trường hợp các bạn có file khác thì các bạn cứ gõ vô, ví dụ như các bạn muốn giờ tôi không muốn xài test case.txt, tôi muốn file khác còn file 3.txt được không? Được, cái đó chuyện tùy tùy bạn, các bạn muốn sao cũng được. Rồi, nhưng mà ở đây mình case.txt thôi. Đây. Còn thứ hai là output file, tức là optional argument thì mình đang setup mặc định đó, nó sẽ là result.txt, tức là cái mà nó lạc sim nó check ra được cái rule nào, nó sẽ ghi cái rule đó vào cái result, cái file result này nè. Thì mình thử nha, đó giả sử vậy đi, tức là id id in nghĩa là nó muốn nói cái abc này thuộc vào cái token id, ID này thuộc thuộc vào token ID và 93 thì thuộc token IN. Và trong cái file này, cái file result.txt á, thì nó cũng infer ra cái điều tương tự. Thì giả sử như cầu 23 đi thì nó được chấp nhận không? Thì mình expect là nó không được chấp nhận đúng không? Là tại vì sao? A cầu nó một ký tự đặc biệt chấp nhận. Nào, nó không được chấp nhận. Nào, tức là khi mà phạt vào cả string á, cả cái đó luôn, thì mình sẽ thấy là error token a cộng đúng không, tại vì a cộng nó đâu có thuộc vào cái in, nó cũng chả thuộc vào cái id, nó không được accept bởi cái ngôn ngữ 19.24, thành ra là nó error token. Thì đó là cái cách để mà các bạn kiểm tra xem là cái 19.24 này nó các bạn viết nó đúng chưa. Và lexer rule và lexer rule này các bạn cũng biết tương tự để mà check xem là nó chạy như thế nào thì các bạn cứ vào run file, các bạn viết ra, các bạn viết ra thôi, các bạn đọc chứ, các bạn đọc cái đó. Thì đó là tổng quan về cái cách cài đặt ntrl này. Rồi cài đặt luôn môi trường Python nè, rồi cũng như là cái cách để mà compile cái language package.c4. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thế là nếu có câu hoặc là có một cái error gì thì các bạn có thể liên hệ giảng viên và TA. Rồi cảm ơn các bạn nha.